truyền thông Nga cho biết, tại khu vực Nikolaev, một trạm radar anh trên TBQ-49 Mỹ cung cấp cho Ukraine đã bị tiêu diệt bởi một tên lửa hành trình Nga. Theo Avia, quân đội Ukraine đang sử dụng một số radar phản pháo do Mỹ sản xuất, trong số này có anh trên TBQ-49. Mới đây trang Avia của Nga đưa tin và hình ảnh cho biết, một trạm radar phản pháo anh trên TBQ-49 do Mỹ cung cấp cho Ukraine đã bị tên lửa hành trình Nga phá hủy tại vùng Nikolaev Hình ảnh trạm radar phản pháo Anh trên TPQ-49 của quân đội Ukraine được trang Avia trưng ra cho thấy đã bị phá hủy hoàn toàn. Cho đến nay, đây là trường hợp đầu tiên về trạm radar phản pháo Anh trên TPQ-49 bị phía Nga phá hủy. Được biết vào năm 2014, Tập đoàn Quốc phòng nhà nước Úc ram của Ukraine đã ký một hợp đồng chính thức với công ty quốc phòng của Mỹ nhằm chuyển giao các hệ thống radar phản pháo Anh trên TPQ-49 cho quân đội Ukraine trạm radar phản pháo an trên 49 được phát triển để có thể chống lại các mối đe dọa từ hỏa lực pháo binh của đối phương. Nó có thể xác định ngay lập tức vị trí trận địa pháo binh của đối phương từ ngay trong loạt đạn đầu tiên. An trên 49 có thể xác định chính xác tọa độ hỏa lực của đối phương với độ sai lệch thấp trong phạm vi từ 5 đến 10 km. Bên cạnh đó, an trên 49 có thể thực hiện chế độ giám sát liên tục với góc quét 360 độ nhờ sử dụng một anten radar 3D cố định. Điều này giúp anh trên TBQ-49 có thể theo dõi và phát hiện nhiều mục tiêu cùng lúc trong một khu vực giám sát cực rộng. Ngoài ra, anh trên TBQ-49 còn có thể được tùy chỉnh để thực hiện chế độ giám sát ở một hướng cố định với khả năng cung cấp dữ liệu theo thời gian thực. Một khi được triển khai, anh trên TBQ-49 sẽ giúp quân đội Ukraine đối phó lại với lực lượng pháo binh của đối phương. Mặt khác, anh trên TBQ-49 cũng có thể được kết nối với các hệ thống tên lửa đánh chặn tầm ngắn hỗ trợ. Ngoài radar phản pháo anh trên TBQ-49 Mỹ gần đây, còn chuyển các loại radar phản pháo hiện đại hơn để giúp Ukraine chống lại chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Việc có các loại radar phản pháo hiện đại từ Mỹ đã giúp cho quân đội Ukraine rất nhiều trong việc xác định các trận địa pháo của đối phương.